Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng với kênh Ô tô 360 của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay thì Ô tô 360 của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một cái sản phẩm mà chúng tôi vừa mới mua về. Chủ xe vừa mới giao cho chúng tôi, vừa mới để trước cửa hàng ngay đây thôi, thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn ngay và luôn. Còn cái việc dọn rửa các thứ tôi sẽ làm sau, tôi sẽ giới thiệu nguyên bản của chiếc xe cho quý vị và các bạn cùng xem. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay và trên màn ảnh nhỏ quý vị và các bạn đang xem, đó chính là một chiếc xe Kia Morning phiên bản SI. Phiên bản này được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký cuối năm 2017. Chiếc xe này là bản SI, là bản số tự động và được trang bị động cơ xăng 1.25 lít. Và chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được hơn 4 vạn km rồi. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là còn nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản ạ. Và cái màu chiếc xe này là cái màu rất đặc biệt, đó là cái màu xanh ánh thép. Màu xanh ánh thép này là cái màu rất đặc biệt, trên thị trường cũng không có nhiều lắm. Nếu như quý vị và các bạn nhìn thấy, để ý trên ngoài đường thì thấy cái màu đỏ, màu trắng thì rất là nhiều, nhưng cái màu xanh và đặc biệt là cái màu xanh ánh thép như chiếc xe Kia Morning SI 2017 này thì rất là ít ạ. Xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option rồi, tất cả cũng đã được đầy đủ option rồi, từ đèn bi xe đông, đèn gầm. Đây thưa quý vị các bạn, cái đèn gầm cũng được trang bị là cái đèn bi, đèn gầm cũng là đèn bi và trông rất là điệu ạ. Đây là cái phần ba đời sốc trước của xe. Ba đời sốc trước của xe cũng rất là đẹp vì chiếc xe đã được trang bị đèn bi, đèn led, đèn gầm cũng là đèn bi và tất cả nó còn nguyên bản ạ, chưa đâm đụng, chưa va chạm gì cả, cho nên nó còn nguyên bản hết ạ, tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Và cũng như ba đời sốc trước thì cái ba đời sốc sau cũng vậy ạ, tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa có đâm đụng, chưa va chạm gì cả, cho nên nó còn nguyên và còn rất là đẹp ạ. Chúng tôi cam kết là keo chỉ còn nguyên zin, tất cả còn nguyên zin hết ạ. Tất cả còn nguyên và rất là đẹp ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning SI 2017 này thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp, để lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning SI 2017 này. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh được hơn 4 vạn km thôi, cho nên chiếc xe này còn rất là đẹp, biển số cũng rất là đẹp, không có một số xấu nào cả, biển cũng rất là đẹp. Đây là cái phiên bản Kia Morning SI được trang bị động cơ 1.25 lít và hộp số tự động. Chiếc xe này còn rất là đẹp, còn rất là mới ạ, vì chiếc xe mới chạy được hơn 4 vạn km thôi. Chủ xe thì tên tư nhân cho nên chủ xe cá nhân đi rất giữ gì. Chủ xe đăng ký tên tư nhân và một chủ từ đầu đấy ạ. Đây là cái phần lốp, la răng lốp của xe đấy ạ. Tuy nó có bẩn một chút thôi nhưng mà cái la răng này là la răng đúc mặt phay, còn rất là đẹp ạ. Cái dàn lốp này thì còn rất là dày, chiếc xe mới chạy hơn 4 vạn km thôi. Cái dàn lốp tôi quay sát cho quý vị các bạn cùng xem này, dàn lốp còn rất là dày, còn rất là đẹp. Chủ xe đi rất giữ gìn cho nên chiếc xe đẹp, tuy là rất là bẩn vì chúng tôi vừa mới mua về cho nên là chưa có dọn dẹp, chưa có rửa rãi gì, cho nên nó bẩn. Tôi quay giới thiệu thật cho quý vị các bạn cùng xem đấy ạ. Và đây là cái phần nội thất, tôi cũng sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Nó cũng còn rất là bẩn mặc dù chúng tôi chưa dọn dẹp gì, chưa có thời gian dọn dẹp, vừa mới nhận chiếc xe là chúng tôi quay luôn lên đây giới thiệu ngay cho quý vị các bạn cùng xem rồi sẽ dọn dẹp sau. Nếu như quý vị các bạn xem trên clip này và quý vị các bạn có thời gian đến cửa hàng chúng tôi xem trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi thì tôi đảm bảo với quý vị các bạn đến xem trực tiếp nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, vì ngay sau khi tôi quay clip này thì tôi sẽ cho đi dọn dẹp, còn lại là quý vị các bạn đến xem thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, vì đây là nguyên bản chủ xe đang sử dụng. Ghế thì là nội thất ghế da rồi ạ, tất cả đầy đủ hết rồi, và chủ xe rất là cẩn thận, đã ốp cả bậc cửa bằng inox rồi ạ, tránh xước, từ cái chân phanh, chân ga, trải sàn 5D cũng đã được lắp hết đầy đủ rồi. Nếu như quý vị và các bạn bây giờ mà bỏ tiền ra đi mua một chiếc xe mới thì là không những quý vị và các bạn phải mất tiền là thuế trước bạ này, mất tiền biển này, sau đó quý vị và các bạn mất rất là nhiều tiền, ví dụ như là dán kính này, lót sàn này,
mua sắm những cái đồ linh tinh để lắp cho chiếc xe của mình này nó cũng phải mất vài chục triệu nữa. Mỗi một thứ tuy rằng nó có vài triệu thôi, nhưng mà cộng lại rất là nhiều ạ. Và nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe Kia Morning cũ như thế này, chiếc xe đã qua sử dụng như thế này, mặc dù mới sau 2 năm sử dụng thôi, quý vị và các bạn tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Tiết kiệm tiền đăng ký này, tiết kiệm tiền đồ, chủ xe cũng đã lắp đầy đủ đồ rồi. Quý vị và các bạn bây giờ mua về thì không phải lắp thêm một cái đồ gì cả. Nếu như quý vị và các bạn nào cẩn thận thì đem chiếc xe này đi ra sang tên thì nó cũng mất rất ít tiền trước bạ nữa thôi, 2% trước bạ nữa thôi. Và biển thì biển Hà Nội rồi, không mất tiền biển nữa. Còn nếu như quý vị và các bạn nào muốn tiết kiệm hơn nữa thì cứ cầm vậy, đăng ký đăng kiểm vậy đi là ok rồi, không có vấn đề gì cả. Còn lại là làm hợp đồng mua bán để đấy cũng được thôi, chỉ cần làm hợp đồng mua bán để đấy và sử dụng thôi, không cần phải làm gì cả. Đây là cái phần nội thất của xe và cái phần sau đây. Quý vị và các bạn xem lại, tất cả còn rất là mới. Chủ xe cũng đã lắp lên cái bộ sàn 5D còn rất là mới và rất là đẹp. Nội thất da đẹp như thế này thì quý vị và các bạn suy nghĩ làm gì nữa? Sao mà phải cân nhắc nữa, từ cái khóa cửa này đến những cái ốc bản lề tất cả còn nguyên bản như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là còn nguyên bản, chưa có đâm đụng, chưa có ngập nước, tất cả còn nguyên bản ạ. Thân vỏ nguyên bản, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có xước sát hay chưa có làm gì cả. Đây là cái phần cốp sau. Phần đầu và phần đuôi thì tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem vì nó hay đâm đầu hoặc đâm đuôi. Và đây tôi sẽ quay sát lại và quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể thấy được xem mà chiếc xe này nó có bị đâm đụng hay va chạm gì nữa không ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết và còn rất là mới ạ. Tôi quay rất là chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn nếu như chưa có thời gian đến xem trực tiếp thì quý vị và các bạn có thể xem qua video thì quý vị các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng chiếc xe này. Và nếu như anh em thợ nào mà đang có nhu cầu tìm cho người thân, tìm cho người nhà những chiếc xe vừa vừa tiền khoảng 300 triệu thì đây cũng là một sự lựa chọn tương đối là tốt đấy ạ. Và nếu như anh em nào mà muốn lấy xe cho bố vợ đi thì cũng yên tâm ạ, không sợ bố vợ đòi lại con gái đâu mà lo, vì chiếc xe này thì không có một cái lỗi nhỏ nào cả. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn không những còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Tất cả những cái ốc đây, ốc rồi những cái đèn sau, nếu như bị đâm đụng hay va chạm gì nó sẽ để lại dấu vết ạ. Đây là đèn còn nguyên bản ạ. Ốc tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Và chủ xe cũng rất là cẩn thận đã lắp thêm sàn 3D này, ốp những cái ốp bậc cửa đều được dán lại hết tất cả rồi. Và đây là cái bộ loa, chủ xe cũng đã độ thêm cái bộ loa. Tôi sẽ hạ cái này xuống cho quý vị các bạn cùng xem để thấy được cái bộ loa mà chủ xe cũng đã độ này lên. Và khi bộ độ thêm cái bộ loa này vào thì ngồi trên xe đi nghe nhạc âm thanh rất là hay đấy ạ. Đây là cái phần chủ xe độ lên. Chủ xe cũng rất là đam mê về âm thanh nên đã lắp thêm cho chiếc xe Kia Morning SI 2017 này là một cái bộ loa nghe tương đối là tốt. Và tôi quay cho quý vị bạn xem đây, cái phần nội thất thì không có cái gì để chê nữa rồi, tất cả còn rất đẹp. Và nội thất con này là nội thất Kia này là màu kem cho nên rất sáng sủa, rất sạch sẽ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Kia Morning SI 2017 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905608883 để được chúng tôi tư vấn. Và bây giờ tôi sẽ mở cho quý vị và các bạn xem về cái phần lốp sơ cua. Đây là cái toàn bộ về cái phần lốp sơ cua và dụng cụ của xe. Đây là cái dụng cụ kích này, mở lốp này, tất cả là còn nguyên bản hết ạ, chưa có sử dụng một tí nào ạ, tất cả còn rất mới. Lốp sơ cua chưa hạ còn rất là mới, còn rất là đẹp ạ. Tất cả là còn nguyên bản ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đăng ký kênh thì quý vị và các bạn sẽ được đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi update lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên phụ, tất cả cũng còn rất là mới, từ gioăng cho đến keo, tất cả còn rất mới, rất là đẹp. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe Kia Morning 2017 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Những cái phần nội thất thì quý vị các bạn khỏi phải bàn rồi, mặc dù chúng tôi chưa có đánh rửa, chưa có dọn dẹp gì cả mà nó còn đẹp như thế này thì quý vị và các bạn có thể rất yên tâm rồi. Nếu như quý vị và các bạn có thời gian đến cửa hàng chúng tôi xem trực tiếp chiếc xe này thì lúc đấy chúng tôi dọn dẹp đi rồi thì chiếc xe này nó sẽ đẹp lên rất là nhiều ạ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Và nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, muốn được tư vấn sâu hơn thì quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning 2017 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp ạ. Đây là cái phần bậc cửa cũng như cái phần ghế da, hèm cửa, ốc cạnh cửa đây, ốc bản lề, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Chủ xe đi rất là giữ gìn, nó mới sạch sẽ đẹp đẽ như thế này. Keo chỉ răng cạnh cửa đều rất là đẹp, nội thất đây. Đây là cái vô lăng còn rất là đẹp ạ. Vì mới chạy hơn 4 vạn km thôi và là hơn 4 vạn xịn cho nên nó còn rất là đẹp. Táp lô cũng còn rất là đẹp, tất cả những cái phần nhựa này chưa có xước xát gì cả. Sau 2 năm sử dụng và được chủ xe rất là giữ gìn cẩn thận cho nên là còn rất là đẹp ạ, chưa có đâm đụng hay chưa có va chạm gì cả, tất cả là còn rất mới. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn cho quý vị và các bạn về cái phần táp lô của xe để quý vị và các bạn xem được nó còn đẹp và còn mới như thế nào nữa. Thì sau đây tôi sẽ vào khoang nội thất ạ. Đây, mời quý vị và các bạn. Đầu tiên tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần đồng hồ của xe. Đây chính là đồng hồ của xe đấy ạ. Vô lăng thì còn rất là đẹp đây. Đồng hồ của xe mới chạy được hơn 4 vạn km thôi. Cụ thể là 4 vạn 9 km rồi. 4 vạn 9 km rồi. Cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp. Vô lăng còn rất là mới và đẹp. Và đã được trang bị tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Nhìn cái vô lăng này mới như thế này thì quý vị các bạn đến xem xe tôi nghĩ là sẽ ưng ngay rồi. Từ vô lăng, táp bi cửa, gương, kính, chỉnh điện, tất cả đầy đủ hết rồi, được tích hợp lên chiếc xe Kia Morning SE 2017 này. Bản SE là cái bản tương đối đầy đủ rồi, cho nên là xe cũng đã được trang bị là điều hòa tự động. Đây là phần điều hòa tự động đây ạ. Và cũng đã tích hợp được chân cắm USB, sạc điện thoại, vô lăng, cần số đây, cần số còn rất là đẹp ạ. Từ cần số cho đến tay phanh còn rất là đẹp, rất là mới, tất cả còn rất là mới. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là tất cả còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản và có thể cam kết sâu về chất lượng cho quý vị và các bạn nếu như quý vị và các bạn đến với cửa hàng chúng tôi để được xem xe và được tư vấn chiếc xe Kia Morning SE 2017 này ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc SE, Kia cũng đã trang bị cho chiếc Morning SE 2017 này là một cái đầu VCD và là cái màn hình giải trí đa phương tiện tích hợp camera lùi, có bản đồ dẫn đường đầy đủ rồi, option thì tương đối là đầy đủ rồi, không có thiếu bất kỳ một cái gì cả. Cho nên nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì chỉ việc đổ xăng và chạy và sử dụng thôi, không phải làm bất cứ một cái việc gì cả. Và sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái động cơ 1.25 lít của Kia cũng đã trang bị cho chiếc Morning ạ. Đầu tiên thì tôi vẫn giới thiệu cho quý vị và các bạn là cái điều quan trọng nhất, xem cái ốc cabo nó còn nguyên bản hay không ạ. Đây, ốc nó còn nguyên bản, keo chỉ cũng còn nguyên bản, tất cả ốc còn nguyên bản và keo chỉ còn nguyên bản như thế này. Thì điều này chứng tỏ là chiếc xe Kia Morning SE này chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả. Chiếc xe này chưa có va chạm nhỏ chứ chưa nói gì về đâm đụng hay là va chạm gì cả. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Ốc còn nguyên bản hết như thế này. Thì quý vị và bạn có thể yên tâm về cái phần vai quẹt của xe rồi ạ. Quý vị các bạn có thể tạm thời yên tâm về cái phần vai quẹt của xe. Và đây thì tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị xem về cái phần động cơ của xe. Tất cả nó còn nguyên bản như thế này đây ạ. Đây là cái phần ắc quy của xe. Có lẽ cái ắc quy này thì chủ xe cũng vừa mới thay rồi. Máy móc thì còn nguyên bản đây. Tất cả là còn nguyên bản hết. Ốc ắc còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Nếu như những cái ốc mặt máy này, ốc chân máy và ốc mặt máy này nó còn nguyên bản như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị ngập nước, chưa phải làm lại máy móc, chưa ngập nước này, chưa va chạm này, chưa ảnh hưởng gì đến máy móc thì nó sẽ còn nguyên bản như thế này. Và không những nó còn nguyên bản và nó còn rất là mới, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà nó còn mới như thế này ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning SE 2017 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ.
Và nếu như quý vị các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.